Mình rất vui vì giờ đã có ngày càng nhiều mẹ biết đến Linimon, loại kem làm sạch, ngừa hăm và giữ ẩm cực kỳ tuyệt vời đến từ nước Pháp. Linimon đã được đội ngũ review bỉm sữa nghiên cứu và chia sẻ từ năm 2019. Các mẹ có thể tìm hiểu trong group có rất nhiều bài viết về các loại Linimon khác nhau. Linimon được rất nhiều mẹ đánh giá là dễ sử dụng, làm sạch hoàn hảo và ngừa hăm rất hiệu quả cho các bé từ sơ sinh. Linimon có thành phần chính là dầu ô liu giúp làm sạch và giữ ẩm cho da. Dầu ô liu còn giúp tạo ra một lớp màng phim giúp ngăn ngừa chất bẩn thấm ngược lại vào da bé. Chất can là một thành phần trong nước vôi giúp trung hòa nước tiểu và các chất bẩn. Hai thành phần này cực kỳ lành tính cho các bé da nhạy cảm nhất. Linimon được chia làm hai loại là dòng thường và dòng hữu cơ. Dòng thường các mẹ có thể tham khảo một số hãng ví dụ như là Jiffé, Uriage, Mustela hay là Jinbe. Còn dòng hữu cơ thì nổi tiếng nhất đang là Baby Lena hoặc Dodi hoặc Cosmia Baby. Với các bé sơ sinh hoặc bé có da cực kỳ nhạy cảm dễ hăm thì mình khuyên các mẹ nên dùng Linimon hữu cơ nhé. Tại hữu cơ được các mẹ khen nhiều nhất đó là Baby Lena. Em này có chứng nhận EcoCert hữu cơ châu Âu và chứng nhận Bio của Pháp. Lini mẹ sử dụng hàng ngày để vệ sinh cho bé sau mỗi lần thay bỉm. Việc này sẽ giúp vùng kín của bé không bị khô rát và da bé không bị bào mòn hay phụ thuộc vào kem hăm đó mẹ ạ.